sáng giờ cái càng ngày càng thấm. Mình tiếng bây giờ nó mệt rồi, nó giác luôn rồi kìa, nó nghỉ khom lên khom xuống rồi. Giữa chiến trường phu quân ta bị bắt, trời ơi bão táp mưa xa, một dương dân nghe sao gánh đỡ nỗi sao hà, tình nhà nở nước nắng quằn dài, dân dân mọc tùm lâm sao mất hết được khi cây đâu mà luôn. Ở đây đất nó mềm là nhổ dễ cái gì à. Phải lấy tay bấu xuống như vậy nè mà lấy góc nó được, nhổ nó đứt bậy không nè, bấu chiều này là ê móng luôn.
ta. Dạ. Mất tiêu rồi. Có đâu kỳ vậy hồi nãy mình bỏ trên bờ này sao nó tiêu rồi trời. Chị kỳ ta. Công thủy tôi hái một đống luôn bỏ đâu rồi trời. Kỳ vậy. Chết luôn rồi. Ủa nãy hái được một ôm rồi bỏ ở đâu mất tiêu trời.
cả đống luôn nè quý vị. Ở đây quá nhiều luôn rồi chú ơi. Bây giờ là bữa nay là lết luôn quý vị, đứng hết nổi rồi, cúm giò hết trơn.
Mấy cái này nè quý vị, là nó lên lớn rồi nó bị máy liên hợp cắt nè, nó ra khúc khúc nó gớt xuống nó lên nữa. Cái này không phải lên hột, mà cái này lên nhánh nè. Còn như mấy cây này là lên hột nè, nó không có nhánh. Nè thấy không? Lên hột rễ nó vậy nè. Quá nhiều luôn quý vị ơi. Rớt tùm lum như vậy. Bọc điện thoại tao bỏ tuốt đằng này luôn à. Bây giờ lôi luôn rồi chứ giác hết nổi quá vậy. Đắt quá đắt mà xa quá xa.